Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Mới nhất sau 3 tháng chính thức mở ra chiến sự đặc biệt tại Ukraine hôm nay, chiến sự này đã bước sang ngày thứ 92. Liên tiếp những thông tin liên quan tới hai vùng Luhansk và Donetsk được báo chí đưa tin đang ở mức đe dọa. Miền đông Ukraine leo thang chưa từng có. Vậy Nga và Ukraine đang có những toan tính gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Nga tăng cường vũ khí tới đông Ukraine Ngày thứ 92 chiến sự, Nga tăng cường vũ khí tới đông Ukraine, có dẫn các nguồn tin từ Kiev cho biết Nga đang tăng cường vũ khí tại miền đông nước này. Cụ thể, theo cập nhật mới nhất, Kiev nói rằng lực lượng Nga đang sử dụng nhiều loại vũ khí trên nhiều mặt trận ở miền đông nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine. Giới chức Ukraine hôm nay cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng Nga kết hợp sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, hệ thống rocket phóng loạt, pháo hạng nặng và xe tăng ở các thị trấn, thành phố thuộc quyền kiểm soát của Ukraine ở các tỉnh Lugansk và Donetsk. Lực lượng Nga được cho là đang cố phá hủy các tuyến phòng thủ và tiếp tế của Ukraine. Mục tiêu chính của phía Nga dường như là giành quyền kiểm soát Sloviansk, nơi chứng kiến các cuộc pháo kích gia tăng những ngày gần đây. Thị trưởng Vadim Lias cho biết một nửa thành phố hiện không có nước. Ngày càng nhiều quan chức Ukraine mô tả tình hình thực địa Donbass nghiêm trọng. Nghị sĩ Fedir Vinislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia, mô tả tình hình khó khăn với các điểm nóng nhất là Severodonetsk và Lichansk. Ông này cho hay, đối phương đang cố bao vây quân đội của chúng tôi. Nhiều thành phố Lugansk gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng quân đội Ukraine vẫn hiện diện. Ước tính gần 15.000 dân thường vẫn ở Severodonetsk. Venice Natsky nói rằng nếu lực lượng Nga có thể phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Severodonetsk, mục tiêu tiếp theo của họ là Bakhmut, Solida, những thị trấn xa hơn về phía Tây. Đường cao tốc núi Bakhmut, Valichans, tuyến đường tiếp tế cho các lực lượng Ukraine đang bị tấn công liên tục. Sihi người đứng đầu chính quyền quân sự ở Lugan cho biết phần lãnh thổ họ kiểm soát rất nhỏ và lực lượng Nga sẽ cố kiểm soát hoàn toàn tỉnh này cần có thời gian để vũ khí của phương Tây đến với chúng ta. Quan chức này nói, đồng thời thừa nhận rằng khả năng các lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui. Có lẽ chúng tôi sẽ phải rời bỏ thêm vài khu định cư nữa, nhưng chúng tôi cần chiến thắng trong cuộc chiến, không phải trận chiến. Ole Sinehubov, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkov cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ pháo kích vào các trung tâm đô thị. Sinehubov kêu gọi người dân ở lại các khu trú ẩn trong thời gian xảy ra giao tranh. Ông cho hay, giao tranh dữ dội nhất đang xảy ra ở vùng Idrum. Các lực lượng Nga đang cố cải thiện các vị trí chiến lược của họ ở khu vực Idrum và tiếp tục cuộc tấn công vào Sloviansk. Sinehubov nói thêm rằng, một số thị trấn khác đã bị pháo kích trong 24 giờ qua, bao gồm Piatihaki, Balaklija, Tisikuni và khu vực Chuhujib. Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Depero tự xưng nói rằng, những binh sĩ Ukraine ẩn náu hoặc còn sót lại trong nhà máy thép Ayustan ở thành phố Mariupol đã bị bắt. Khi được hỏi liệu có thể chắc chắn rằng không có binh sĩ Ukraine trong Ayustan hay không, Pushilin trả lời không thể chắc chắn 100% vì họ có thể đang ẩn nấp hoặc chưa kịp ra ngoài. Pushilin lưu ý không thể tuyên bố toàn bộ khu vực nhà máy, vốn rộng lớn, đã được giải phóng hoàn toàn cho đến khi nó được kiểm tra kỹ lưỡng. Một tòa án là Cộng hòa Kabardino-Balkaria miền Nam nước Nga đã bác đơn kháng cáo của 115 thành viên vệ binh quốc gia, những người đệ đơn kiện vì bị sa thải sau khi từ chối thực hiện nhiệm vụ. Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí của tòa án nói rằng những người này từ chối tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vệ binh quốc gia là lực lượng an ninh nội địa tách biệt với quân đội Nga. Trong cuộc điện đàm với thủ tướng Italia Mario Draghi. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng đóng góp đáng kể vào việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực đang bùng phát nếu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Điệt Kremlin cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đóng góp đáng kể vào khắc phục khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, tùy thuộc vào việc phương Tây dỡ bỏ các hạn chế mang động cơ chính trị ông putin cũng nói về các bước thực hiện để đảm bảo an toàn hàng hải bao gồm việc mở các hành lang nhân đạo hàng ngày cho tàu dân sự ra khỏi các cảng azov và biển đen vốn bị phía ukraine cản trở tổng thống nga đồng thời đề cập những cáo buộc vô căn cứ rằng nga là nguyên nhân gây ra các vấn đề với nguồn cung cấp thực phẩm trên thị trường toàn cầu phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos thụy sĩ ngoại trưởng iran hossein amir atulayan cho rằng một số hành động khiêu khích của Mỹ và NATO đã khiến Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Amir Abdullahian nói thêm rằng Tehran ủng hộ đối thoại và ngoại giao, có đó là phương tiện duy nhất để giải quyết xung đột Ukraine. Đã có những hành động khiêu khích của Mỹ và NATO để biện minh cho sự hiện diện của họ ở Ukraine. Đã có những khiêu khích từ phương Tây khiến Nga bắt đầu cuộc chiến này, nhưng chúng tôi lên án cuộc chiến, cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR tới nay đã ghi nhận hơn 6,6 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24 tháng 2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCR hôm 25 tháng 5 ước tính, giao tranh ở Ukraine đã khiến ít nhất 3.998 dân thường thiệt mạng và 4.693 người bị thương, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, có thể cần phải tiến hành một cuộc tấn công mặt đất vào Severodonetsk trong những ngày tới để duy trì đạt tiến quân sau khi đưa một phần đáng kể nhân lực, pháo binh, hàng không và hậu cần ra mặt trận. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng lực lượng Nga đã mất gần 1.000 xe tăng, hơn 350 khẩu pháo, gần 30 máy bay ném bom và hơn 50 trực thăng trong chiến dịch ở Ukraine. Song điều này sẽ không tác động lớn đến tiềm lực của Moscow. Quan chức Mỹ cho hay, họ đã đầu tư rất nhiều khí tài và nhân lực vào cuộc chiến này cả phía ukraine và nga đều chịu tổn thất nga có ưu thế hơn về nhân lực cũng như trang thiết bị và vũ khí mà họ có thể sử dụng trong chiến sự và chúng ta cần ghi nhớ điều đó Mới đây, trước những căng thẳng liên quan tới số dân thường thiệt mạng và người bị thương trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông qua một nghị quyết lên án tình trạng khẩn cấp về y tế khu vực do chiến dịch quân sự Nga gây ra và bác bỏ một nghị quyết của Moscow vì tài liệu này không nói gì đến vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng. Động thái từ WHO, Mỹ, Cụ thể, cả hai nghị quyết nói trên đều bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình khẩn cấp y tế đang diễn ra ở Ukraine và xung quanh Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất do phương Tây đưa ra chỉ đích danh rằng tình trạng khẩn cấp này là do chiến dịch quân sự của Nga gây ra, còn đề xuất của Nga thì không. Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Alexander Alimov gọi đề xuất của phương Tây là chính trị hóa, phiến diện và thiên vị so với đề xuất mang tính xây dựng của Nga. Ông chỉ trích phương Tây thao túng WHO là không thể chấp nhận được. Hôm 26 tháng 5, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington đã tổ chức các cuộc thảo luận với Kiev về nguy cơ leo thang chiến tranh nếu Kiev tấn công sâu vào bên trong nước Nga trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gửi nhiều vũ khí, bao gồm vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Theo các quan chức, các cuộc thảo luận không đưa ra các hạn chế địa lý rõ ràng đối với việc sử dụng vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận đã tìm cách đạt được những nhận thức chung về nguy cơ leo thang. Chính quyền Mỹ và các đồng minh sẵn sàng cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong đó có lựu pháo M-777, khi Kiev đang chống trả chiến dịch quân sự của Nga hiệu quả hơn so với dự đoán ban đầu của tình báo Mỹ. Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo Đan Mạch sẽ cung cấp tên lửa diệt hạm Harpoon cho Ukraine. Vũ khí này sẽ mở rộng phạm vi tấn công của Kiev. Dù ban đầu dự đoán rằng Ukraine sẽ bị lấn át bởi quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn, giới chức Mỹ gần đây bày tỏ hy vọng Quân Ukraine có thể chiến thắng và muốn vũ trang cho họ để đạt được mục tiêu này. Các quan chức Mỹ nói rằng, chính quyền tổng thống Joe Biden thậm chí đang tính chuyện cung cấp cho Kiev hệ thống pháo di động M142 có tầm bắn lên đến hàng trăm km. Tuy nhiên, tình báo Mỹ cũng cảnh báo rủi ro leo thang. Những tháng tiếp theo sẽ chứng kiến cuộc xung đột đi theo quỹ đạo khó đoán hơn và có nguy cơ leo thang hơn. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, Avril Haines nói trong phiên điều trần của thượng viện Mỹ trong tháng này Mỹ không trực tiếp tham chiến, nhưng các chỉ huy của Lầu Nam Góc trao đổi thường xuyên với lãnh đạo Ukraine và cung cấp thông tin tình báo quan trọng để giúp Ukraine tấn công lực lượng của Nga trên bộ và trên biển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng, về cung cấp cho Ukraine những vũ khí có thể tấn công vào đất của Nga sẽ là bước đi nghiêm trọng, sẽ đến leo thang không thể chấp nhận được. Tuyên bố này được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 26 tháng 5. Jelis Lut, cựu đại sứ quán Mỹ tại NATO, đồng ý rằng Ukraine có đủ mục tiêu ở trong nước để quan tâm, nhưng ông thừa nhận có nguy cơ leo thang và chia rẽ chính trị trong NATO về việc Ukraine có nên tấn công vào trong đất ngay không. Một câu hỏi khác là liệu Ukraine có thể đổi chiến lược nếu cuộc xung đột sẽ sang hướng tệ hơn hay không, từ đó có khả năng sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp theo hướng nằm ngoài dự tính ban đầu. Đến thời điểm này, khi Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí ngày càng phức tạp, Washington đã họp bàn với Kiev về nguy cơ leo thang trong chiến dịch này. Mặc dù Nga đang thắt chặt thòng lọng đối với quân đội Ukraine ở miền đông nước này, song sau, sau nhiều tháng thất bại trên chiến trường và cuộc bao vây tàn khốc ở thành phố biển Mariupol ở Biển Đen, cuộc tiến công của Nga ở Luhan đã làm dấy lên những lo ngại về kết cục của cuộc xung đột ngày càng leo thang. Ngay lúc này, xin hãy cầu nguyện cho những người dân vô tội không phải đổ máu và chiến tranh phi nghĩa sẽ